chọn người đến toàn thể quý vị đại biểu, quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học viên lời chào chân ái và nồng nhiệt nhất. Tôi chân thành cảm ơn sự hiện diện quý báu của quý vị trong buổi lễ trao chứng chỉ Anh ngữ quốc tế của Đại học Cambridge lần thứ 23 năm 2013 do ILA tổ chức tại nhà hát thành phố ngày hôm nay. 392 em học viên của ILA đã xuất sắc đạt chứng chỉ Anh ngữ quốc tế của Đại học Cambridge, trong đó có 101 em đạt chứng chỉ Stars, 100 em đạt chứng chỉ Movers, 103 em đạt chứng chỉ Flyers, 56 em đạt chứng chỉ KDT và 32 em đạt chứng chỉ PET. Sau đây là con trai chứng chỉ Anh ngữ quốc tế Flyers. Mời các em có tên sau đây lên nhận chứng chỉ. Mời em Nguyễn Đoàn Mỹ An. Em Đặng Minh Anh. Em Nguyễn Châu Anh. Em Nguyễn Đức Anh.